Năm 2017, huyện Nghi Xuân thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiên tai khắc nghiệt, mất mùa, sự trượt giá các mặt hàng nông thủy sản, những hậu quả chưa được giải quyết của sự cố môi trường biển, vân vân. Tuy vậy, với tinh thần đoàn kết nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân đã đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một trong những dấu ấn quan trọng của năm 2017 là cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, người dân nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt kết quả toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, tạo nên sự khởi sắc của một vùng quê giàu truyền thống nhân văn, cách mạng và anh hùng. Trong cái xây dựng nông thôn mới thì theo tôi cái quan trọng nhất vẫn là cái phong trào của người dân, về sự tham gia của người dân vào trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì mới thành công được. Mà muốn như vậy thì cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền rất sức quan trọng để tạo được cái động lực, tạo được cái động viên cho bà con nhân dân để tham gia vào chương trình. Đối với Nghi Xuân thì chúng tôi thấy rằng là cái phong trào của huyện trong những năm gần đây rất là tốt. Ban chỉ đạo với ban thường vụ huyện ủy đã tập trung rất là quyết liệt trong cái việc này. Trước hết là từ cái việc là rà soát rồi phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo, các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như là các phòng ban để vào cuộc tham gia cùng với bà con nhân dân trong xây dựng nông thôn mới là hết sức quan trọng. Thứ hai là rà soát lại cái năng lực, trách nhiệm của cán bộ cơ sở, trong nhất là cán bộ chủ chốt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo địa phương xây dựng nông thôn mới. Thì trong những năm vừa qua thì đặc biệt năm 2017 thì chúng tôi đã rà soát và có cái phân công lại trong từng hàng năm một thì đều có phân công lại, là bởi vì mỗi năm thì có một số xã là đạt chuẩn và còn những xã khó khăn khác cần phải tập trung chỉ đạo, thì là những phân công những đồng chí có kinh nghiệm thì tập trung những xã khó, đồng thời là xem xét các xã mà các đồng chí chủ chốt ở cấp xã mà không đảm bảo yêu cầu thì phải có biện pháp để thay thế, để tạo ra cái động lực, để mà vừa tạo ra động lực nhưng vừa tạo ra cái việc là tạo được cái phong trào ở nhân dân ở các xã để trong tham gia xây dựng thôn mới. Nghi Xuân xác định xây dựng nông thôn mới là của người dân, do dân và vì dân, nên huyện đã luôn bám sát các nghị quyết, chủ trương của cấp trên và ban hành quy chế hoạt động và nhiều nghị quyết để thực hiện chương trình theo đúng lộ trình đã đề ra. Huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thành lập các đoàn, tổ công tác của ban thường vụ huyện ủy thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn, gắn với chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khung kế hoạch triển khai thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Mỗi ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đối với lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân và các phòng ban chuyên môn là dành hết thời gian cho công việc thực địa cơ sở để có những chỉ đạo đúng, kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương. Chính vì thế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Hiệu quả kinh tế khá rõ nét, có sức lan tỏa nhanh. Ngay từ đầu năm 2017, huyện đã tổ chức đăng ký thi đua giữa các xã với huyện để phấn đấu mỗi đơn vị hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình. Và minh chứng cho thấy, 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 thì cả 6 xã đã được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn toàn huyện lên 14 xã, không còn xã nào đạt dưới 12 tiêu chí. Bà rất là phấn khởi, mà kể cả con cháu bà rất phấn khởi, thấy được cái phong cảnh đây và nông thôn ở đây là bà rất là thích, rất là mừng. Bà già rồi nhưng bà có nữa là bà đóng góp thêm. Thực hiện cái vấn đề toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, chi bộ chúng tôi thì sinh hoạt định kỳ và từ đó đã đem ra những cái nghị quyết đi đúng sát thực, hợp với lòng dân. Từ đó cho là cái phong trào xây dựng nông thôn mới
ở bà con nhân dân thôn Đường Ngọc là rất là sôi nổi. Chúng tôi đã chỉ đạo sát thực và cũng đã được phân công cho các đoàn thể đứng đầu là hội cựu chiến binh, thứ hai là phụ nữ, ba là nông dân, bốn là đoàn thanh niên. Thì chúng tôi thực hiện là mọi đoàn thể là làm mọi cái công trình trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ thì đều là bàn sâu nhất là về cái vấn đề xây dựng nông thôn mới. Trong lúc đó đặc biệt là cái vấn đề về dân chủ, gọi là kinh tế công khai. Việc làm rõ nét nhất là phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu. Hàng năm huyện đã tổ chức phát động cuộc thi xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và tổ dân phố văn minh, nên đã trở thành phong trào rộng khắp, thành ý thức tự giác của mỗi người dân. Đến nay, toàn huyện có 159 khu dân cư, tổ dân phố có phương án triển khai xây dựng, trong đó có 46 thôn tổ dân phố cơ bản đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh. Phong trào phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Toàn huyện có 346 vườn mẫu được xây dựng, trong đó có 128 vườn đạt chuẩn. Cùng với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu, Nghi Xuân đã xây dựng thành công bước đầu mô hình làng xã du lịch trải nghiệm nông thôn mới. Đây chính là hướng đi mới để gìn giữ nét đẹp văn hóa làng quê. Thông qua những việc làm cụ thể đã gắn kết hơn tình làng nghĩa xóm, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững mà Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã xác định. Sau khi thực hiện chương trình nông thôn mới về tận quê hương thì tôi thấy cảm thấy một người dân có một tình làng nghĩa xóm rất ấm cúng, sự đoàn kết chặt chẽ, rồi từ lời ăn tiếng nói cũng có sự văn hóa của xã hội, nếp sống rất văn minh của lịch sử của con người, trở thành một con người thành một cái nếp rất đẹp trong xã hội. Nghi Xuân là huyện được lựa chọn làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi và thực hiện nhiều chuyến du lịch trải nghiệm của các gia đình đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam vào đầu năm 2018. Và Nghi Xuân cũng đã hoàn thành việc tổ chức khảo sát tổng thể, lựa chọn các sản phẩm có thể tham gia vào chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm. Về Nghi Xuân hôm nay, chúng ta không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, mà còn là vẻ đẹp của sự gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, vẻ đẹp của sự cống hiến, lao động miệt mài của người dân để có được những miền quê đáng sống như hôm nay. Để cho chuẩn bị cho tour tuyển du lịch trải nghiệm homestay thì ở địa phương xã Tiên Điền cũng như thôn Phong Giang nói riêng đang chuẩn bị một số kế hoạch quyết liệt. Trong đó thì kế hoạch trong chỉnh trang cho khu dân cư, nhà trung tâm nhà văn hóa, đặc biệt là 15 hồ điểm lưu trú của du khách khi về tham quan trải nghiệm tại Phong Giang. Và hiện nay thì chúng tôi đang cho cải tạo lại một số vườn tạp, chỉnh trang lại căn hộ vườn hộ, đồng thời thì làm tốt các cái hạng mục để tiếp đón khách. Bước trên những con đường nông thôn mới rộng dài, không thể kể hết được những giọt mồ hôi đã đổ xuống. Sự kiên trì, nhẫn nại của cán bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân là sự vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng và Nhà nước vào tình hình cụ thể, là biết khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân. Thực tế đã cho thấy, trong mỗi tiêu chí nông thôn mới, nếu có sự quan tâm, chỉ đạo sát và kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp, thì hiệu quả sẽ càng được minh chứng. Đặc biệt, mỗi nhóm tiêu chí nếu được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, được phân tích bàn bạc với sự đóng góp của trí tuệ tập thể, thì việc triển khai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xây dựng nông thôn mới với 20 tiêu chí đòi hỏi ngày càng khắt khe theo quyết định 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì nếu không có lộ trình cụ thể, không bám đường găng tiến độ và không có các nghị quyết dẫn đường, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúng túng bị động. Chúng tôi triển khai từng chuyến đề, có những chuyến đề là nói thật công rất khó, xác định là khó, như khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, bờ rào xanh, thì mai cho đến cuối năm là khi triển khai thì đầu năm đã có cái kế hoạch triển khai rồi, nhưng mà đến là giữa năm kiểm tra lại thì cái hiệu quả kết quả đạt được nó còn thấp, thì chúng tôi tiếp tục
là chỉ đạo cụ thể vào từng nội dung tiêu chí của là cả cái tiêu chí để đạt được như hôm nay. Xuân Yên là xác định từ một cái đơn vị đặc biệt khó khăn của huyện, tuy nhiên với quyết tâm cao từ đảng bộ, chính quyền, rồi các đơn vị thôn và đặc biệt là với sự vào cuộc quyết liệt của người dân thì xã đã xác định một quyết tâm rất cao là phải phấn đấu hoàn thành làm rõ để đạt chuẩn năm 2017. Từ cái quyết tâm đó thì ban chỉ đạo xã đã thành lập rồi kiện toàn lại các cái thành viên của ban chỉ đạo, đặc biệt là các cái tổ công tác và phân công phân nhiệm các cái phụ trách các cái tiêu chí. Thì có thể nói là với cái sự phát động ra quân rồi tích cực tuyên truyền, có thể nói kết quả đáng mừng là đến cuối năm 2017 thì hội đồng thẩm định của tỉnh đánh giá là xuyên đạt 20 trên 20 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã tạo nên diện mạo mới trên các vùng quê, tác động tới nhu cầu thiết yếu của từng gia đình, làm thay đổi một bước quan trọng về chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân. Trong năm 2017, Nghi Xuân đã huy động trên 18.648 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước trực tiếp cho chương trình hơn 2.502 tỷ đồng, ngân sách trung ương 36,82 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 41,851 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện, vốn lồng ghép xã hội hóa và nhân dân đóng góp. Từ những nguồn vốn trên, huyện đã triển khai xây dựng 38,16 km đường giao thông nông thôn, xây mới và nâng cấp 29 nhà văn hóa thôn, 10 khu thể thao xã, hoàn thiện một chợ đạt chuẩn, xây dựng 9 nhà đa chức năng trường tiểu học, tiếp tục hoàn thiện 9 công trình trường học và xây dựng nâng cấp 6 trạm y tế, v.v. Cùng với phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng thì phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa các giống cây giống con mới có năng suất hiệu quả kinh tế cao vào du nhập trên địa bàn. Nghi Xuân đã triển khai hai đề án, đó là đề án phát triển chăn nuôi tập trung tại các xã ven chân núi Hồng Lĩnh và đề án đánh bắt nuôi trồng và chế biến hải sản ở các xã ven biển. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế, trang trại, gian trại đã được ra đời và cho thu nhập cao. Hiện nay, toàn huyện có 676 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Trong đó có 97 mô hình lớn, 108 mô hình vừa và 471 mô hình nhỏ. Toàn huyện cũng đã thành lập mới 30 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác trên địa bàn lên 121 tổ. Thành lập mới 11 hợp tác xã, nâng tổng số lên 84 hợp tác xã. Thành lập mới 44 doanh nghiệp, nâng tổng số toàn huyện lên 301 doanh nghiệp. Và tập trung xây dựng một số cánh đồng mẫu tại Xuân Viên, Xuân Hồng, Xuân Lam. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn đã được huyện chú trọng. Nhiều dự án có quy mô khá được chấp thuận. Năm 2017, toàn huyện đã có 56 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng mức đầu tư 3.169 tỷ đồng. Trong đó có 39 dự án được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt với mức đầu tư 3.108 tỷ, còn lại là các dự án huyện phê duyệt. Góp phần nâng tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 32 triệu đồng. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, các thiết chế văn hóa được củng cố, gắn với nâng cao dân chủ cơ sở, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc. Trong thời gian tới, về việc Nghi Xuân, thì chúng tôi sẽ tập trung cao để rồi là một là chỉ đạo các địa phương, khi mà đã đạt chuẩn rồi thì tiếp tục để nâng cao các cái tiêu chí để tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt ở đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, và đồng thời là kết hợp vào đó là đưa cái du lịch trải nghiệm nông thôn mới vào với các vùng nông thôn. Và một phần nữa là chúng tôi sẽ tập trung cao cho cái sản xuất các cái sản phẩm du lịch, đặc biệt là một số cái mặt hàng của Nghi Xuân thì tiếp tục thực hiện cái chương trình các sản phẩm theo cái chương trình OCOP để rồi là giới thiệu và bán các sản phẩm này cho khách khi về thực hiện du lịch trải nghiệm ở Nghi Xuân để tăng cái thu nhập cho bà con. Vì mục tiêu cuối cùng nông thôn mới là làm sao đó chúng ta phải nâng cao được cái đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Tính bền vững xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân chính là việc nâng tầm xã chuẩn, trở thành huyện đầu tiên trong cả tỉnh xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
hướng đến sự phát triển cao về chất lượng cuộc sống. Đó chính là những kinh nghiệm, bài học quý, đồng thời cũng là động lực, mục tiêu mà Nghi Xuân tập trung trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo trong lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.